Ừ, xin chào bạn. Nay là ngày 2 của hành trình chuyển sinh ra vào mới. Tại hôm nay ấy, tự nhiên mình vào game ấy, sao mình nhận được cái này? Nó mình chẳng biết tại sao mình nhận được đâu, nhưng mà vào game tự nhiên nhận được nên là thôi quay cho bạn xem nhá. Thêm vào đó ý, tự nhiên cái thằng này này cho em lên clip ok. Ngày hai, chúng ta sẽ tiếp tục nạp tiền nhá. Đương nhiên là phải nạp tiền thì mới đủ Galaxy được. Nạp tiền bây giờ ấy lại mất 20k năm bữa sáng. Ok cái này chắc là mình nạp nốt đấy cái nick này cụm hai nên là nó khá là cũng khá là giá trị ấy. nó không giống như cụm một nếu mà cụm một thì chết mẹ rồi ấn nhầm kiểm tra rồi thôi nạp nốt nhá hiện tại cái lúc mình quay nó đang là, đang là 6 giờ sáng nhá <laughs> 7 rưỡi mình thi nhá mà thôi kiểu đam mê phải quay cho bạn xem một phát nhá tại nó hay, hay tại không quay sớm thì nó lại bận ý bởi vì 16, 17, 18 ý mình thi liên tục nên là thôi quay nốt nhá cái này sẽ được vòng quay lễ này này nó nên tầm 2.000 game nhé lương lương Galaxy này nó nên tầm 2.000 game bây giờ chắc là nên tầm 2001 đấy 2001 game này đấy nạp chỉ cần nạp có 40k nhé mình mới nạp có 40k thôi mà mình được 2k1 game rồi vì thế là vòng mới rất là nợ nó có nhiều cái nợ các bạn ạ còn quá vip tháng thì bây giờ nhận được lương nam lương nam này thì nó cũng không bằng lương này các bạn cái lương uh, cái lương vàng này, này là ngon nhất nhá cái lương vàng thì mở ra được nhiều hơn mà thôi cứ phải mở cái lương Galaxy này vậy còn gì không nhỉ đây rương nam mở cho bạn xem có gì nhá có thể quyết đấu cái rương nam nó tỉ lệ ngẫu nhiên ấy Mấy cái rương này tỉ lệ ngẫu nhiên nên nó hơi buồn thì các bạn ạ nó nhiều cái lò lắm xem với thằng tốt một anh bao nhiêu nhỉ vãi sưởng mẹ cái đéo gì đấy mẹ xe vờ mới ra một ngày ranh 2k7 đến chịu quỳ xe vờ nhá mới ra một ngày nó leo lên 2k7 đêm qua thằng này thức trắng chắc luôn <laughs> đêm qua thức trắng chắc luôn đây nhá lôi nhã chắc là chúng ta sẽ đi săn hư vô tiếp hôm nay kiểu chúng ta là người có tiền ý tại nó vừa nhận được cái quả ở xe vừa mới nên là thôi tất tay các bạn giảm dạ mà mẹ mấy cái nát chọc phú kiểu gì chả ra đúng không chẳng nhẽ 500 vé này không ra được một lá nó lại hơi sai sai đúng không ừ mẹ mày không ra tao bảo game 500 vé ạ mẹ lại không ra một lá đây nhá nếu mà các bạn muốn thắng thằng ranh 2k7 ý các bạn bui cho mình con u linh này vào nhá nếu mà trăm lôi có nhiều con khác có thể thắng được cái thằng ranh 2k7 mà dễ nhất ý, các bạn mua cái con u linh này vào kiểu gì cái thằng đánh 2 các bạn ý gặp bạn không dám đấm luôn và ai sướng thôi mẹ game lại nó rồi đấy, đấy ôi thôi cháu đùa mẹ 500 vé máy cháu được rồi Ô, không ra thật à chết mẹ rồi đấy 500 vé dĩ đòi gì đâu 500 vé dĩ đòi gì đâu đùa tôi à thật chứ nhiều khi mẹ nó kiểu đen dã man luôn ý À, không ra được các bạn chịu ấy không ra rồi đùa mẹ kiểu hôm nay hí hưởng cầm 500 vé á mày chết mày chết chọc với chạp phú thôi tí ra tỷ lệ nó ngẫu nhiên các bạn tỷ lệ ngẫu nhiên thì chọc phú không ra thôi do mình đen ấy nên là không nói được gì các bạn mấy cái lá còn lại cũng ít khi ra ấy chắc là giờ phải mua năm nghìn vé ấy, thì xác suất năm nghìn vé thì may ra xác suất cái này mình cũng định nếu anh ấy mà mẹ nhìn thằng kia nó nhanh đêm qua thức trắng các bạn Dạo này mấy cái đêm này này 16, 17 mình phải thi nên là mình mẹ mình không thức trắng nữa thôi mình mà thức trắng thì cũng kiểu cũng lên được ranh tầm 2k7 đấy bởi vì cái thật ra cái này xe vào mới nó chỉ có đánh boss thôi đêm ý, đêm thì nó chỉ có đánh boss thôi các bạn đánh boss thì nên điểm nhanh lắm Trừ thi thoảng gặp người vài trận ý mà không cái tỷ lệ gặp người nó ít hơn cái gì nhỉ thôi làm nốt nhiệm vụ này tí bạn ạ tức thật đấy cái này chắc là nhận cái này nhá vé vàng thì nó sẽ là 2.000 gold à vé vàng thì chỉ có 4.000 gold thôi nếu mà xét về giá trị ý, cái thẻ vàng chỉ có 4.000 gold 20 thẻ vàng chỉ có 4.000 gold thôi Thế nào có gì vào sâu ông nội mua ông được Đây Đây 10 thẻ vàng thì có 2.000 gold Má à, không ra 10 phát, 10, 10 phát nữa nhá Thôi 10 phát cuối ra là viên mãn các bạn Giờ 10 phát cuối ra là viên mãn này Eww Một trà phú Ừ có đấy mà một Con này được bao nhiêu nhỉ Con này cũng được x3 ngon nhỉ Mỗi con trà phú được x1 Trà phú mới được x1 đấy các bạn Đây còn Galaxy Nếu mà đây bui nhá nếu mà các bạn ba lá thì các bạn bui tầm x 2 bọn này thôi không cần bui nhiều đâu. giờ đi trước là kiểu các bạn phải úp quay mặt vào tường nhá. giờ chơi galaxy đi trước thì các bạn nhớ quay mặt vào tường, đi sau thì xem xét tình hình nhá. đi trước cứ auto quay mặt vào tường là win các bạn. đi trước mà không quay mặt vào tường là xấu đi sơn lạnh toát đấy nên là cứ phải quay mặt vào tường trước. cái này sẽ là hơi bỏ cái lá đạo cụ trộm cắp đi. cái này thì tính ra nó cũng ngon ngon trong giai đoạn đầu. cái giai đoạn đầu thì cái lá đạo cụ cũng khá là ngon, xích thì bỏ qua. Này phản đòn bỏ qua chắc là để mấy cái lá mấy cái lá này thôi các bạn có lấy thì bây giờ đấy ánh sáng cấp tốc này này cái này cái này, cái này giúp Galaxy tránh chết bài đi nhá Còn đấy thì chỉ để ánh sáng cấp tốc thôi còn mấy cái lá kia thì không cần được đây ba con này ba con này bởi vì bây giờ ấy, bây giờ này cái đống này thì nó phun ba mấy lá đấy cơ chơi, chơi như vậy mà chết bài là chịu nhá chơi như vậy mà chết bài nữa là chịu ấy đây bỏ này ra này bỏ này ra này bỏ có 30 lá thôi ấy nó mà chết bài nữa chào chị ok test luôn các bạn đây nhá đây là Galaxy bui kiểu 30 lá nhá bui đơn giản thì gần như vậy thôi nếu mà các bạn thích đam mê ấy, các bạn cho mình x 3 con u linh này vào nhá hiện tại thì kích x3 con u linh đấy là game nặng thắng các bạn chơi cái trò nào thì cũng như nhau thôi game nào cũng sẽ thắng cái này chắc là quyết đấu đi hôm qua mình nhéo đi được một k xong mẹ thu liên tục ấy nó suốt rớt mẹ 900 cày thật đấy <laughs> giờ này vẫn có bạn chơi nhá giờ này cũng có bạn chơi là cũng ghê gớm đấy mà không biết bạn này chơi gì chắc là cũng galaxy các bạn bởi vì hôm nay ngày 2 ấy, ngày 2 thì nó có đủ bài Galaxy rồi đấy ai bạn này chơi người đá ok lấy uhm, gì nhỉ ngân hàng xung phong thì ném một con đi nhá cái này không có cyber đâu cái nick này hầu như là mình chỉ nạp cho nó ách chả chiến quá nhiều cút mẹ rồi đây không sao cái này thì vẫn combo được các bạn không sao không sao không sao ai à chết mẹ nick này có thêm tham ơ ừ, từ từ Chết mẹ rồi đang định combo nhưng mà nick này nhớ ra Nick này có tham là một combo. Đó, nọ nhá, cái này nọ nhá. Không biết kịp không các bạn, không biết kịp không ý Bởi vì thật ra là thôi, mình chắc là mình nạp tiền để đấy, có gì sau này cho bạn nào thuê nick ấy. Chắc là nạp nick này để sau này cho bạn thuê thôi chứ bây giờ kiểu à mày quá. Chứ bây giờ không có tham thật ra không neo được các bạn. Giờ không có tham thật ra không neo được thôi chắc là để vậy các bạn, để 30 lá nhá. Hoặc là có thể làm hành trình gây rối cũng được. Chứ chắc là bây giờ cái gui này thì nó có 59 người. À? Nếu mà gói gây rối này này Chắc là đợi ngày 7 nhá Chắc là mình sẽ đợi ngày 7 Nó sẽ có cái deck gây rối Hôm trước có một bạn gợi ý này Ý tưởng chơi gây rối Thì hiện tại những ngày 30 lá Chơi gây rối chắc là được các bạn Nick này hiện tại nó mới 30 lá thôi Nên là chắc chắc là gây rối được Hôm nay có nhiệm vụ gì nhỉ Hình như hôm nay có nhiệm vụ tham gia vui đúng không Cái nhiệm vụ tham gia vui này này Thì các bạn ao ra các bạn vào lại nhé Nhớ không nhầm ý Nếu mà các bạn trong vui sẵn rồi Thì các bạn ao, ao nó ra thôi nhá Nếu mà trong vui sẵn rồi Xong các bạn vào lại Vậy là được nhá Đúng không nhỉ Được không ta à, Được này đấy cái nhiệm vụ tham gia gui thì nó chỉ như vậy thôi các bạn out ra xong các bạn vào lại ok chắc là mình sẽ cố gắng cày về cái nhiệm vụ này này để cho nick này nó kiểu cho bạn thuê bài cho thoải mái Thật ra mình cũng nửa chơi lắm các bạn nếu mà có tham là mình chơi rồi đấy mà không có tham nên thôi nạp tham lại mất mấy 50 000 50 000 có đắt ăn à, nhầm 50 000 có lẻ đâu chắc là cày xong cái năm năm triệu quyết đấu nhỉ thử thử xem đánh Galaxy lên được uh, 5 triệu quyết đấu không cái này cứ đi sau là lợi các bạn Galaxy tính ra đi sau lợi hơn nhá đi trước thì nó dễ dễ hẹo lắm bởi vì thật ra galaxy đi trước ấy nó chỉ là gọi tượng hoặc là bắt một lá thôi mà bắt một lá thì galaxy đi sau không sợ nó nên hy vọng bắt bái thì galaxy đi sau không sợ các bạn galaxy chỉ sợ là kiểu đi trước không quay thủ ấy đi trước xong mình không quay thủ ấy nhiều khi gặp galaxy đối thủ rất là sợ nhá còn nếu mà xét về cái khoản đi sau ấy nó mà không có tượng ấy thì không sợ hy vọng con hy vọng nó cũng khá là đuối các bạn bởi vì galaxy hy vọng ấy con hy vọng là đối với đất khác là mạnh còn đối với Galaxy khá là đuối Bởi Galaxy nó ít dùng phép bẫy lắm À Bạn kia chết bài Thế gọi này xuống Chết mạnh lại giờ mất mấy phút rồi đấy Cái bài này thì hơi nhỏ các bạn Bài này thì hơi nhỏ thế nhá Rồi lại mấy cái effect Cái quá hay nữa mệt thật Chắc lấy con này nên Lấy lên xong uh, giáng lâm Giáng lâm hai con này thì có thể gọi after từ bộ bài Nhưng mà thôi Gọi thằng after Anh à, nhầm gọi thằng phantom ấy làm chắc là vẫn combo được ấy Bởi vì bây giờ thật ra là ăn à, nhưng mà bây giờ không búp đam được các bạn Ờ lọ nhỉ Giờ combo thì vẫn combo được nhưng mà không búp đam được các bạn ạ Hơi lọ tí, thôi đấm chết mấy con này đi ạ Phán với sẽ đỏ Ôi chết mẹ phản chết con kia rồi Nên nó hút này Nó hút thì bây giờ chắc là gọi hy vọng ạ À mày quá nó chịu thua các bạn À thật ra kiểu pha này này Bạn kia còn một lá trên tay ấy. Chắc là do bạn này bui bài xong rồi chết bài các bạn ạ Thật ra pha này này bạn kia còn một lá trên tay nên bạn ấy không làm gì mình đâu. Nãy giờ đi me game, thằng này chiến đấy, cái thằng cái thằng Zugi này chiến đấy, vừa vào là phát đã đi me game. ở <laughs> ừ, bạn ấy chơi alpha beta cũng có vẻ là tố chất tố chất sáng tạo đấy. Mà bây giờ ấy mấy cái tố chất đấy nó không ảnh hưởng đến game các bạn. Giờ chỉ là thằng nào mạnh thằng đấy cũng win thôi. Mình cũng định chơi ăn pha mình cũng để chơi ăn beta kha chứ, cũng định chơi người đá đấy chứ. Mà bây giờ chơi lại thua chúng lại cười mặt kêu, 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 kêu chơi gà. Ờ, cái này chắc là Galaxy kiệm xếp bài các bạn bùi Galaxy thật ra là bốn miếng đá thì nó khá xếp bài ba miếng đá thì nó sẽ hạn chế xếp bài hơn đi à, chắc là bùi vậy là ổn các bạn nhiều khi bốn miếng đá nó không xếp bài đâu nhưng mà nhiều khi nó cũng xếp bài hai con này thì phải có cyber thì mới mạnh các bạn chắc là bạn này sẽ không có cyber đâu bởi vì bây giờ cyber nó hiếm lắm không không ai dạng ui rồi vẫn gọi được bài cơ mày cay nhỉ à, may quá bạn này không cưỡi này về đấy ồ ờ, may nhỉ cái pha kia bạn kia cưỡi về là mình đi dưới nhưng mà cũng cũng hên quá <laughs> không hiểu tại sao bạn ấy không cưới thôi không cưới là không cưới chắc là kiểu uh, chi viện lấy con chết mẹ rồi xung phong là tức là gọi này xuống nữa chi viện không lấy con kia rồi thôi nếu mẹ ăn cưới nhỉ thôi vậy nên như vậy các bạn chi viện chắc là phải nên như vậy sáng lâm là xuống nhá không có con bốn sao bút tường thì nó hơi lỏ tí thôi à, cầu xin cái lá kia là cái lá chết mẹ cái, cái này chưa nhỉ cái này vô hiệu bẫy không chết mẹ rồi cái pha này em chưa 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 làm nhiều được các bạn pha này chưa làm nhiều được nhá làm nhiều là cút đấy là từ từ đã gọi là con hy vọng pha nhỉ gọi hy vọng đi pha này chưa làm nhiều được các bạn làm nhiều là có khi là đăng xuất chơi ấy. nên là từ từ đã đây ai thì biết thế làm nhiều mẹ gì? tại pha này nên con hy vọng nó chắc các bạn nhiều khi là đối thủ sợ cái lá này nó phản đòn ấy Phần đòn thì bây giờ nếu mà nên con kia là chết ngược ấy à thì ra là đạo cụ à may nhỉ pha này chắc là bạn này dáng lâm được thôi ờ ừ, cái pha kia ấy pha kia nếu mà bạn này dùng con này cưỡi con này cưỡi con này về là bạn này combo được bài đấy mày quá chắc là pha này vẫn win tính ra galaxy này nhiều bạn chưa biết chơi nhở ừ mình tưởng galaxy này các bạn biết chơi hết rồi cơ nhưng mà tính ra cũng có nhiều bạn chưa biết chơi đâu nè chắc là để bữa nào chúng ta làm lại cái giáo án galaxy nhở thôi anh đấm làm gì nữa cố làm gì nữa nút bánh răng ở gg ở cái kia ở... đó ừ, chết vẫn chưa win à thôi, ok Ờ, chắc là mình đánh lên chuỗi 5 nha xem mấy cái mấy cái bạn đánh chuỗi 5 như nào. Ồ bọn này đánh rank cũng 1k cơ. Fail. Ranh cũng cao đấy. Mà hầu như cái này này, nếu ranh hầu như nếu mà có tham thì nó mượt hơn ấy. Với lại kiểu có tham đắt cái cái cái, cái tiền nạp tham ấy nó đắt nguyên cái deck Galaxy rồi, nên là thôi các bạn. Đó. Pha này bài đỏ này. Phan này bài lỏ các bạn ạ đấm thì đấm được đấy nhưng mà kiểu pha bài lỏ quá sáng đâm thì bây giờ khoan thua các bạn bài lỏ thế nhở ừ cái pha này nhiều khi mình thua đấy chứ bài nó lỏ quá cái gì đấy chín ui rồi thánh vui bài à ừ mấy bạn này chơi hay là mình cũng thử thách vui bài thử nông dân nhở chứ bây giờ kiểu cảm giác chơi như vậy kiểu tội ái lái thế nhở ừ chắc là để mình thử thách chơi mai mai nhá chắc là ngày ba đi ngày ba chúng ta thử thách chơi một cái đất nông dân đi chơi về thú vị phết đấy các bạn không đùa đâu các bạn nhìn này ví dụ như cái lá chi viện thì này con này nên đúng không ví dụ như cái lá này này ý chí người phàm kết hợp với người đá rất là tốt nhá bởi vì ý chí người phàm ấy nó sẽ rút bài cho người đá ở ừ, chắc là chắc là để mai mình sẽ thử thử thách nào cái combo kiểu chơi mấy cái con tàu nào này nhá để mai đi hôm nay rất là ngày hai chơi nốt galaxy mấy ngày má kiểu bảy rưỡi thi xong bây giờ 6 giờ 6 giờ vẫn ngồi quay video cày thật Thế là quay nốt video một chút quá ạ <laughs> Nên 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 chữ năm chưa nhiều, Thôi mẹ cho cháu nên chữ năm đi Xong bây giờ thua phát nhiều, Mẹ giờ thua đúng kiểu cay cú luôn các bạn Bảy rưỡi thi rồi Xong bây giờ vẫn ngồi ở đây được Giờ giờ mà thua phát là kiểu xóa game đấy Nên chắc là nên chữ năm cho xong nốt nhiệm vụ ấy Cày, cày ít tài nguyên có gì cho sau này các bạn trải nghiệm cho nó dễ Thôi được rồi Biết 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 bạn mạnh rồi Giờ gặp boss cũng được các bạn Chắc là giờ gặp boss cho nó vui Vui nhà với cửa ấy. Tí nam mà 6 giờ có mấy con nghiện để chơi game cũng khá là ghê quá Mới có 6 giờ ấy Mà nhiều nghiện chơi game phết Không những mình ấy Mình sắp thi rồi mình vẫn chơi mà mẹ mấy cái thằng này nó cũng giống hệt mình các bạn Phát này thì bây giờ chi viện con này nhá Cái này Galaxy có nhiều cách combo lắm Chi viện con này lên này Xong cưỡi con kia về Đó Cưỡi, cưỡi con kia về thì được cái gì Cưỡi con này về sẽ nên là after glow Đó thế là nó combo thành công rồi Đây Xong bây giờ nên con uh, lực hút đúng nhỉ ừ, chắc là bây giờ Để lực hút đi lực hút xong gọi một con về nữa là ok gọi con uh, cái gì nhỉ con hy vọng thường thì nó sẽ combo như vậy các bạn bởi vì con hy vọng ấy nó sẽ có phép à nhầm ý phép là bắt bài thường đi trước như vậy là ok nhất các bạn chứ có nhiều cách cũng có nhiều cách khác đi trước mà hầu như là đi vậy cho dễ các bạn giờ cứ phải nên được hai con bốn sao à, cái này chắc không cần không cần tấn công các ạ bạn. các bạn cứ để cho đối thủ tấn công ấy nó sẽ nhảy đa mà con hy vọng ôi chết mạnh a à, con này nó hết chỉ thị rồi nó phải có chỉ thị cơ nó mới nhảy đam được Chắc là bây giờ Thôi đấm mẹ đi sẽ được đâu đâu Phản đòn thì phản nhưng mà con này nó không chết ạ Phản đòn thì nó hút nó không chết được Ok Rồi đấm đi sẽ được thôi nên được chữa năm chắc là dừng ở đây nhá xem có cái nhiệm vụ nào có thể làm nốt làm luôn đi các bạn nick này chắc là sau này cho thuê các bạn ừ giờ mình nghĩ ra là kiểu uh, nạp xe vào mới xong cho người ta thuê lại cũng khá là được bởi vì nhiều lúc xe vào mới thì nó phải chờ thuê chắc là giá rẻ các bạn chắc là tầm 20 k là bảy ngày nhá bởi vì thật ra thuê cái này nếu mà 50k đắt quá nên là chắc là tầm 20k bảy ngày. Cho một số bạn còn cơ hội chưa có cơ hội sở hữu lại bình phong ấn à Lại năm đấu tự chọn chắc là giờ dùng bình phong ấn đi. Hóa chọn đánh win nhá. Đấy, làm sáng sớm làm người tốt, tí đi thi bốc đề, bốc đề xịn thật ra đi thi. Ý. Nó quan trọng là không quan trọng các bạn học nhiều hay ít. Các bạn kiểu các bạn bốc bốc đề, các bạn bốc chúng cái các bạn biết ý, thì các bạn auto thi qua. Còn làm sao để bốc chúng cái các bạn biết ý, thì mình không biết mình thi thì thi vấn đáp ấy. thi vấn đáp thì nó sẽ có mỗi người một đề nên là nó sẽ bốc đề bốc giống cái đề nào mình biết thì thôi Mình tối mở tiệc ăn mừng còn cái bé tôi sẽ ăn nhầm cái giải một ca sắp ấy chắc là tầm cuối tuần mình mới có nhá chắc là tầm cuối tuần mới có các bạn bây giờ thì chưa có đâu bởi vì bây giờ mình thi hết ngày 18 cơ nên là giờ chắc là đây hai bình phong ấn là cái nào là cái này nhá các bạn dùng như vậy là qua này các bạn nên chuỗi năm sau bạn thua một game ấy thì có thể dùng bình phong ấn đó cái đấu tự chọn chắc là tí nào này còn nhiệm vụ ngày 1 thì bây giờ khiêu chiến thám hiểm Tham gia 5 lần đầu tự chọn Nãy là cái đầu tự chọn mẹ tao đầu đau đấu nhờ Thám hiểm thì nó level 15 cơ Chắc là nick này chưa cần làm ý Rồi Quay lễ thì quay được một phát này Tết mẹ đi nhở Là con kẹo bông xem nào Ô Mẹ nó tí ra con linh sứ đồng trắng rồi chứ Nếu mà chơi Galaxy chắc là bây giờ cần cái lá nhịp điệu rồng ạ à. Cái lá nhịp điệu rồng khá là quan trọng Cái lá nhịp điệu rồng ở đâu Nó trong di tích của đại ăn nhầm trong gói bài đặc biệt này này Hư vô nhá Sẽ có cái lá nhịp điệu rồng này này không biết đủ tiền mua chưa ấy ơ vừa tròn trăm vừa tròn trăm này đấy nếu mà galaxy thì nên có một cái lá này nên có nhá các bạn không thích thì tùy mà hầu như là chơi thì nên có một cái lá đấy đây sạp phú chưa vẫn chưa ra đúng không ừ chưa ra thật nhé nói chưa ra thì nó phải ra cho mình vui chứ rồi nhận cái đống thanh nguyên xem có gì không nhỉ nhận xem cái đống này chắc là nick này sẽ lấy quỹ đầu tư quỹ đầu tư chắc là này mình cái lá như kiểu là linh ấy này mấy con linh cho cái nick này cho nó dễ quỹ đầu tư thật ra các bạn nạp tầm 5 lần 5 lần 5 lần 20k là đủ rồi các bạn nạp tầm 100k là quỹ có quỹ đầu tư rồi chứ không cần nhiều đâu rồi nên 30 vạn rồi đúng không còn gì không nhỉ sau ông nội thì bây giờ hết rồi đúng không xong nội tốt nhất là không nên mua các bạn mua cái đấy tốn kém lắm siêu tài chắc là để mai quay được đây ngày hai thì nó chỉ có cơ bản như vậy thôi nó sẽ có một cái đống một ít tài nguyên chắc là đi dùng đá ma thuật đi đá ma thuật là mua skin các bạn mua skin thì mua kiểu gì nhá đây nhá thời gian này các bạn vào cửa hàng cái gì nhỉ skin nhận đâu khung ata sao hiện đây này ví dụ một số con nó sẽ có hiệu ứng ấy mà mấy con này không có à đây ví dụ như con lồng trắng khi lên sân nó sẽ như vậy nhá con này có gì không nhỉ ai à, con này cũng có hiệu ứng này vậy chắc là nếu mà chơi kiểu chắc là galaxy ý, thì thường nó là mua tạm cái hiệu ứng thì bây giờ hiệu ứng đẹp nhất của galaxy à, quái dung hợp ấy một là các bạn nên cái con con hy vọng này, này. cho nó ngầu tí bạn chắc là mua hy vọng nhá ừ anh em mua được hút đi bởi vì con được hút này hầu như các bạn dùng nhiều đây nhá chắc là lồng này thấy không xét mẹ cái hiệu này 2.000 game cơ đặt đấy mà thôi các bạn không chưa mà nó cũng 2.000 game ạ Ui xét mẹ đắt thế nhỉ có à, lẽ giờ mình mua chưa nhỉ mẹ ta mất 100 đá ở đấy ta không biết từ từ nhắc test test hiệu ứng nhá chắc là biểu tượng thì bây giờ mình sẽ mua một cái uh, avatar nhỉ avatar bây giờ mình có chibi mai à? mai nhìn noni lắm ạ nên không cần Zonochi cái này hơi đắt nhá cái này hơi đắt cái này phải hai nghìn cơ hiện tại có 200 thì bây giờ có skin nào vĩnh viễn không nhỉ không có skin nào vĩnh viễn thôi đừng mua bảy ngày là đốt tiền đấy không bạn à, chắc là đi phiêu lưu thử nhá thử nên cái con con lực hút xem skin nó như nào các thật ra mua cái gói hai nghìn game rất là đẹp luôn ý đây cái pha này bài chuẩn galaxy này ở bài này rất là đẹp luôn ý bài này dư một con con này mà là cái con cầm con 8 sao gì kìa cái con thú cưỡi là ngon hơn đây các bạn nhìn Galaxy combo mượt đông Nó nhảy vào đấu bót phát là mượt ngay Nó hút lên sân này Ồ cái này nó kiểu hiệu ứng nó chạy nhanh quá các bạn ạ Nó có hiệu ứng ấy nhưng mà kiểu nó chạy nhanh quá ấy. Cái hiệu ứng nước con lực hút này nó vào sân nó chạy nhanh quá nên là thành ra các bạn không nhìn thấy Đây ví dụ đấm một phát này Đấm thì không có hiệu ứng à Ok Sáng năm thì chết mày Chắc là nên thử hai con được hút nhá hai được hút bây giờ phải vất con kia đi à hay vứt nó đi đi Xong bây giờ dán lâm một phát à Đây dán lâm thì bây giờ cho hai này chết đi này không nên được hút nhá Mình sẽ bật x1 này X1 khi bạn lên được hút cho nó sẽ như này Đó Không nó có một cái hiệu ứng mà mở ấy Mà nói chung cái hiệu ứng này Sida các bạn con, con, con hiệu ứng đẹp nhất ý Phải như con ác quỷ tử thần ý Con ác quỷ tử thần con này hiệu ứng rất là đẹp luôn mà giá tiền của nó mình không nhớ Nếu mà kiểu nó chỉ có cho 300 cái này Chắc là cái này thì cài được nhưng mà sau này các bạn cày rất là khó cày thì vẫn cày được cái cái hiệu ứng đấy thôi cái cái tài nguyên để mua hiệu ứng ấy nói chung là cái hiệu ứng này đẹp các bạn ừ. ví dụ như mẹ cái quả hiệu ứng mẹ rồng hiệu quả này quá trời vãi trường 2.000 tiếc thế nhở ở ừ, hay là mình sơn mẹ cái hiệu ứng cho cho rất nhiều thôi để bữa nào sơn nhập hồn các bạn bởi vì chủ yếu người ta sơn nhập hồn ấy mẹ sơn nhầm bố hy vọng thôi. đây các bạn nhìn này hiệu ứng trên sân nhá à nãy là mình phải mua cái trên sân mẹ mua vào sân làm cái đất gì nhỉ ngu thật cái pha này phải mua hiệu ứng vào sân ý à này à, cái hiệu ứng trên sân trên sân thì lúc nào nó cũng có cái hiệu ứng như này mẹ mua mẹ cái vào sân xong bây giờ vào sân được đúng một giây xong mất cái hiệu ứng đây này nếu mà các bạn khuyên thật ý mua thì bây giờ mua mẹ cái hiệu ứng uh, vào uh, trên sân mua chắc là để như mua nhập hồn ý mua nhập hồn thì ngon hơn mẹ làm chuột bạch cho bạn rồi đấy mua của nhập hồn ý mua hiệu ứng cho mít rát có mít rát nên sân vừa cấm sẽ hồi vừa có effect như này khá là khá là cháy nhá đây cái này mất 2.000 cơ bắt đấy còn cái hiệu ứng trên sân này khá là tuyệt vời các bạn thật nếu mà mua ấy các bạn đợi mít xong mua cái hiệu ứng trên sân quá là đẹp luôn ấy mà hết rồi các bạn mà kiểu giờ không biết kiểu cái đá đấy ấy. thì bây giờ các bạn vào đấu hoàng gia đúng không đây này đấu hoàng gia cái đấu này kiểu gì ấy? thì mình chưa nghiên cứu bởi vì thật ra cái này khó nghiên cứu lắm để bữa nào mình nghiên cứu ấy top 1 đấu hoàng gia sẽ được 150 hiệu ứng nhá khá là đẹp ok sẽ là ngày hai thì dừng ở đây nhá rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình đừng quên để lại cho mình một like giúp mình với nhá